Wow, phân tích khủng quá nha hai. Mến chào cả nhà nha. Hôm nay thì Đoàn đi bắt tôm tích cả nhà ơi. Hôm nay nước ròng quá nên Đoàn ngưng không bắt cua. Hôm nay đi bắt tôm tích. Nãy giờ thì trong quá trình mà đi mà tìm kiếm á thì Đoàn cũng phát hiện được một cái hang tôm. Hang tôm này bự lắm nha cả nhà. Để Đoàn quay cho cả nhà mình xem. Đây cả nhà. Hang tôm này, hang bự lắm nha cả nhà, trên bành luôn á, cái ngách nó bên đây nè, đó, bên đây là cái ngách nhỏ, còn đây là cái ngách bự của nó nè, đó, rất là bự luôn nha cả nhà, nè, ba cái này là ba cái dấu nó cạp nè cả nhà. Đó. Bây giờ đây Đoàn tiến hành đào bắt con tôm này nha cả nhà. Wow. Này ở trên đất cứng nên nó rất là sâu luôn nha. Hôm nay bệnh vẫn chưa hết nữa cả nhà. Dài quá. Còn cái hang nó sâu. Hang này mà lùng lùng là hụt đầu mất tiêu luôn cả nhà. Hang sâu khủng khiếp cả nhà. Rồi. Wow. Ở cái hang sâu. Hang hụt đầu luôn. Còn là 1m76 cả nhà. Mà nó hụt đầu đầu.
trên đất dẻo này cả nhà. Mình bắt nó hiếm gặp lắm. Mùa này nó cũng nó lớn là nó hiếm gặp lắm. Nhưng mà ở trên này á gặp là mình bắt tôm. Ừ, tôm thủng thôi cả nhà. Còn ở ngoài mé á nó còn tôm hơn, nhưng mà tôm nó nhỏ hơn. Cái lại hang nó cạn, nó không có đào sâu như ở trên này. Phải hụt đầu luôn rồi. Chưa từng thấy hang tôm nó sâu. Wow, tôm hang này á, đồ mắt tôm á từ nhỏ lớn là mắt cũng quen rồi. Còn những người mà không quen mắt á, bắt mấy hang này để mà nó không biết á là khó bắt được mấy tôm này nha cả nhà. Lên cả nhà. Qua đàn tôm bự. Rồi. Tôm bên đây hàng khủng luôn cả nhà. Rồi con tôm. Rồi con tôm. Con này á tầm gần qua 2,5 lạng đến hơn nha cả nhà. Con này tầm 2,5 lạng hơn á. Rất là bự luôn. Bằng cầm tay của đồ luôn nè. Nè. Đó. Ờ, nghe tôi. Đầu leo lên. Wow, tôm bự. Con này à, con này một gang tay của đoàn á là chỉ mới tới khoảng đầu của nó thôi. Rất là bự, may mắn cả nhà ơi. Wow, tôm tích khủng cả nhà ơi. Bắt đàn tôm bự rồi cả nhà ơi. Ở đây mình kiếm hiếm mà có là con nào con nấy cỡ này không, bự bự không à. Còn bây giờ để đâu bỏ nó vô thùng đi kiếm tiếp nha cả nhà. Vô mánh á. Đang kiếm tôm đồng phát hiện ra hang cua cả nhà ơi. Đó, hàng nó trong đó đó cả nhà. Nè, mà nó đùng ra nè cả nhà. Nè, đó. Nó đùng nó xảy ra tới đây luôn. Nhưng mà cái dấu này á là không có phải cái dấu của con cua nha cả nhà. Dấu này là dấu ba con còng còng diệm á, ba con hông đa, con này con kia. Nói chung là con giả tràng đó cả nhà. Đó, còn cái hang cua nó ở trong đây nè. Đó. Nhà thấy chưa? Không biết nó có ở hay không.
Giờ để đoàn qua mấy bản đồng môi thử có ở không nha cả nhà. Nhìn cái hang như vậy không biết, hy vọng nó có ở nha cả nhà. Cua này ở cũng sâu cả nha. Ơi, có cua cả nhà ơi. Có cua cả nhà ơi. Có cua đồ mới đạp đồng đồng luôn rồi. Đều cua này nhỏ cả nhà ơi. Lên cua cả nhà ơi. Đây. Mới được con tôm tích giờ được con cua nữa cả nhà. Cua cả nhà. Rồi để đoàn chối nó rồi tiếp tục nghe cái chim đi kiếm những con khác nha cả nhà. Tôm hay cua gì đó mình sẽ ghi hình để cho cả nhà mình xem. Chào cả nhà, hiện tại bây giờ thì đoàn cũng về tới ghe rồi cả nhà. Nãy giờ á đi nãy giờ luôn mà nó cũng không có nữa cả nhà. Tôm lúc rài nó hiếm quá, tôm nó lớn nên nó cũng rất là hiếm. Với lại người ta bắt nhiều quá cả nhà. Còn chưa đi cái mé nước, tại vì mé nay nó chưa có sát, nó lội ở trên, trên cao. Trên cao á người ta lội rất là nhiều. Còn mé thì chỉ nước sát á, một con nước như vậy nước nó cạn nó giật xuống nhiều á thì người ta chỉ lội được một lần thôi. Bây giờ đoàn sẽ khoe thành quả cho cả nhà mình xem. Không có gì đâu. Hết rồi cả nhà, mình được một con tôm chành bành nè, con tôm nãy bắt nè, chỉ được con cua với lại con sò. Đây đoàn cũng xin kết thúc clip ở đây cả nhà ơi. Quá lâu quá lòn mới lội lại lội tôm tích lại, hôm nay bệnh nữa lội nó mệt quá cả nhà ơi. Rồi chào tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà những clip tiếp theo.